Rồi đó, bây giờ hôm nay á, mình hôm mưa hôm qua hôm kia tôi chỉ cho các bạn tạo cái móng rồi đúng không? À, tạo cái móng rồi tạo cái, nếu như Catery chọn thì nó có hai cái đó dưới đây nha. À, mọi người chỉ mình, mọi người cái móng, nếu như mà Catery mình chọn là floor thì mình dùng cái hàm này đó. Hai cái chỗ này nó tương tự nhau, không có khác gì hết, nhưng mà nó chỉ khác là new floor và new foundation slab nha. Thì sau khi mình tạo xong rồi đó, nhiều hết, nhiều cửa sổ quá rồi đấy, được rồi đó. Sau khi tạo xong đó, cái nó ra cho mình cái này đó là structural foundation nha. Còn ví dụ cái kia floor là nó ra floor nha. Bây giờ tôi tạo thử cái floor nha. À, tạo thử là floor chứ không phải tạo foundation nha. Đó rồi, nó cứ có rồi nha, apply là floor luôn nha, cái này 1.000 nha. Rồi apply nè, tạo nè, generate nè, rồi create nè, rồi nó tạo ra rồi đó. Rồi như nào, nó là floor nha mọi người, floor và có cái structure và có sơ đồ tính nữa nha. Cái này cũng có sơ đồ tính nha. À, hai này có được sơ đồ tính hết nha. Rồi giờ bắt lại nha. Giờ hôm nay chia làm 3 phần. Phần đầu tôi nói các bạn là tạo cái cọc. Phần thứ hai là mình nói về cái vụ transaction này. Transaction này nó hơi dài dòng xíu. Phần thứ ba là mình sẽ tạo một cái view. Và mọi người hiểu về cái view của nó là như nào. Thì bây giờ cái phần tạo cọc thì đơn giản. Thì á, cái cọc hay là cái cột á, cái foundation footing á, structural nè, cái phần isolated nè, các bạn thấy không, nó luôn có một cái gọi là location, nó là point đây nè, cả cột nữa, cột với lại móng, mà móng mà isolated á, thì nó luôn có một cái location là point đó. Nên bởi vậy mình phải kiếm ra cái tọa độ này của cái cọc này. Thì cái tọa độ của cọc ở bên cái phần cọc mình đã có được cái location của nó khi mà mình gán vào qua bên cái phần này nè. Đó, qua bên thế này nha, tức là mình get ô, get file nè, get file item nè, đó đó, thì mình sẽ có được cái location của nó, được chưa? Các bạn có được cái location rồi, bây giờ từ cái location bạn mới biến đổi đó. Bây giờ nếu mà nó kiểu tam giác, nếu mà nó kiểu hình chữ nhật thì sao, và nếu mà kiểu này thì sao, thì hình chữ nhật thì mình cứ căn cứ thẳng vào cái thằng cột thôi, cuộn cột đó đó. Rồi mình sẽ suy ra được cái điểm của nó, tại vì cái điểm location này là điểm tọa độ tương đối so với cái cột, còn mình mới chuyển ra tọa độ tổng thể đó. Rồi tương tự như mấy cái thằng này, mình sẽ tìm ra được một cái b là cái point của nó. Rồi nếu như thì mình tạo ra một cái point, nếu mà chưa tạo gì hết, tức là buy bằng null đúng không, thì mình sẽ tạo ra x bằng này, chưa được, sẽ có hai cái. Thì khi mà nó tạo ra một cái gọi là family instance mà có cấu trúc là point, là family type, level và structure type đó, bạn các bạn lên mạng các bạn gõ thì sẽ thấy là được nhiều cái công thức tạo new family instance đó. Thì family instance thì mình tạo ra bằng kiểu này. Còn selected file thì như cái phần setting model mình đã nói rồi, không nói. Còn level là sao? Level thì nó có hai kiểu nha. Rồi bây giờ mình có được structure type, nếu như mà nó là column thì mình cho nó là column, còn nếu như mà nếu mà nó là foundation mình cho nó là footing nha. Cái kiểu này là kiểu enum, nó nằm trên namespace là revit.db.structure, mình chỉ dùng cái này thôi nha. Rồi tiếp đến, nếu như mà bạn tạo rồi, tức là bind nó khác luôn rồi. Bây giờ nếu như là cái thằng column này đúng không, đó bạn nhìn nha, column này á nó có nhiều cái parameter. Bây giờ nha, à, bây giờ tôi cho các bạn nhìn nha. Đúng không? Rồi, này nha. Thì cái cọc này á, nó có cái độ nhô lên. Đó, nó có bằng cái level này đúng không? Thì cái đoạn này mình biết rồi. Đúng không? Chiều cao móng mình nãy mình nhập. Cái đoạn này mình biết rồi, chiều dài cọc mình biết rồi. Đó, bây giờ mình sẽ xét là xét cho một cái. Thứ nhất là family building category, building parameter cho thằng này, mà set cho nó bằng level luôn. Thì có phải là thằng bay level nó phải bằng level không? Tại vì dưới đây mình đâu còn nó đâu. Dưới đâu mà đây mình đâu còn level nó đâu. Đúng không? Rồi set với thứ hai là mình sẽ set bay offset. Nè, set bay offset đúng không? Set bay offset thì nó sẽ bằng cái công thức mình tính toán mấy cái là ra. À. Rồi, cái thứ ba là mình set top cho nó. Thì top nó cũng bằng này. Ok chưa? Nhưng mà top này á, khi mà bạn gõ chữ set này á, nó gợi ý cho mình là cái kiểu double ha.
nè, đó nó gợi ý cho mình kiểu double nha, chứ nó không phải kiểu ED nha. Nên bởi vậy mọi người mà cứ thấy kiểu double cái mọi người không xét được AD là mọi người coi như là không làm được đâu. Nó là xét double, nhưng mà bây giờ cái level này nó chính là kiểu element ID nha. Rồi bây giờ sau khi mình xét được rồi, tiếp theo nếu như mà nó là không phải là column mà là footing, nếu giờ structure size là footing thì mình xét như nào? Thứ nhất, khi mà bạn vừa tạo ra cái móng á, thì nó ở trên đây nó có cái này nè, có parameter này nè, đó parameter đó đi không, thì mình vô đây mình coi, nó chính là for hay vary gì đó, được chưa? Được chưa? Thì mình sẽ lấy là for vary thì mình set cho nó giá trị, chưa? Rồi tiếp tục mình tìm coi trong cọc á nó có parameter là l, hoặc là ví dụ mình người ta làm cái cọc này á, cái cọc rồi ở đây mình tạo ra, để tạo ra cái nha, để tạo ra cái cho mọi người coi nha, bên 300 nha, này là floor đi, floor sân đi, đây 1.200 nha, 1 4 tạo 4 cái, 2 chia ra nha, rồi bị lỗi, bị lỗi quỷ này rồi. Sao nó không vẽ được ta? À, nó tràn ra ngoài đây. Bị lỗi như này rồi. Tí sửa lại. Nha, tí sửa lại. Như bị lỗi này. Lỗi thì một tí mình sửa thôi. Gì hết. 1.500. Rồi, khóa lại. Rồi ok, kia nó bị lỗi cái khúc đó. Rồi xong nhân tạo nào. Rồi cancel nào. Đó, này là shop profile nha, nó các bạn vô đây các bạn coi nha. Thì lúc cấp 3 parameter của nó, nếu mà vô cái element type của nó có cái gọi là hai foundation đó thì mình mới lấy, còn không có là thôi nha. Thì giờ bây giờ mình tạo ra được hai category nha. Một category là cái móng cọc và footing của mình nha, còn cái category thứ hai là mình tạo từ cột nha, ok ha. Rồi tiếp coi như là mình đã tạo được cái phần cột này rồi. Hôm qua mình đã nói các bạn là bây giờ mình nếu mà chọn thì mình có thể double double ra một cái kiểu thai của floor thai nha, bây giờ đó mình double ra mình có công thức này nha. Rồi bây giờ tiếp tục nó phát sinh ra một vấn đề nè. Ta sẽ là vấn đề như thế này ở đây nha, draw view, khi mà mình nhấn xong rồi á, được chưa? Alo, alo, có ai nghe không? Rồi khi mà mình nhấn xong rồi á, bây giờ á nó không thể nào quay trở lại được nữa, thì tôi mới lên mạng tới kiếm là mình khi mình sử dụng cái using transaction á, transaction group hoặc là bất cứ một cái transaction nào á, nó không thể nào undo được, nó không thể nào nó undo được. Tức là bây giờ bạn đang trong VBIP đúng không, bạn đang là user, bạn có thể thể undo lại được nào, nhưng mà mình đang trong cái này nè nha, mình đang trong cái ngày nè, mình không thể nào có cái chức năng undo được, nên tôi mới lên mạng tôi mới kiếm. Rồi tôi lên mạng tôi mới kiếm được cái thằng nhóc này, tôi mới giải thích cho mọi người biết. Về nguyên lý thì ba cái dạng transaction, đầu tiên là transaction cơ bản, thứ hai là group transaction, nhưng mà tôi chưa sử dụng cái transaction sub này. Thì ba thằng đều nhìn cái này nè, bạn nhìn thấy không, không thể commit sau khi đã undo, tức là không thể undo sau khi đã commit được đó. Nên bởi vậy khi mà mình đã tạo xong rồi, mình sẽ phát sinh ra vấn đề nha, khi mà mình đã tạo xong rồi thì mình gán cho nó một cái biến là đã tạo xong được cái này nè, đã tạo xong được cái group foundation rồi à. Rồi sau khi mà cái biến này nó bằng true
thì mình quay trở lại đây, quay trở cái lại 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 lại, lại cái thằng Gimo trai nè, Gimo đồ nè nha. Sau khi mà mình có rồi thì mình lập tức mình khóa cái thằng view này lại luôn, không cho ai đụng tới. Chứ mà người ta tái máy, người ta modify cái rồi người ta modify là cái này nó lại apply ra nữa, tức là tới cái này nè. Đó, modify cái này lại hiện ra, mình lại bấm cái nữa rồi tạo ra thêm cái nữa ha. Thì lúc đó mệt, bởi vì mình sẽ khóa nguyên cái khung này luôn và khóa luôn cái phần setting này luôn, không cho thằng setting này nè. Đó, khóa luôn cái root box của setting này luôn, không cho ai sửa trong khúc này nữa. Khóa luôn bằng cách nào? Đơn giản, mình tạo ra một cái biến root box có tên là như thế này. Được chưa? Rồi, tiếp theo mình xuống cái load, sau khi mà mình nó load lên á, nếu như mà cái này á, mà đã tạo rồi á thì mình cho enable phone, còn không thôi, còn không mình cứ để mở ra cho nó. Đó, nguyên một cái root box này nếu mà nó bằng phone á, khi bạn chỉ nhìn được thôi chứ bạn không bấm bậy tầm bậy bạ được. Đó, lên rồi mình khóa lại, không cho user nó sửa. Thì mọi người lên đây mọi người đọc thêm nhá. Đọc thêm chứ mình cứ ủa con à dưới rồi. Giờ ai đọc thêm không? Đó, vô đọc thêm cái này nha. Đó, khi mà nó commit là không được rồi nha. Đó, bởi vì khi mà cái foundation nè, cái file chính của mình á. Đó. Rồi file chính rồi. Nè. Khi mà mình ấn create nè, đó, nó chạy vô cái hàm này thì mình có cái hàm commit nè. Được chưa? Đó, hàm commit, một khi đó commit là không được undo lại nha. Trừ phi mình tắt chương trình mà mình ra ngoài thì biết mình undo. Tại vì cái transaction group này nó không chung cung cấp cho mình cái undo. Nha. Rồi, khi mà nó tạo ra rồi thì phải thoát chương trình ra mới undo nha. Rồi, thêm một cái nữa là khi mình đã tạo ra rồi thì hai cái thằng này nè, ban đầu mình cho nó ẩn đi. Được chưa? Tại vì chưa có đối tượng bóng với cọc, làm sao mà mình sử dụng hai này được. Đó, bởi vì khi đã tạo ra rồi tức là một khi đã tạo ra rồi tức là cái thằng này nó đã bằng true, đúng chưa? Thì lập tức mình hiện ra và cho cái thằng create file detail này nó nổi lên, cho cái thằng nút này nè, cho cái thằng nút này là nó nổi lên rồi, hoạt động lại rồi nha. Mình làm lại cho các bạn coi nha, coi cái này có bị lỗi không. Nếu bị lỗi thì thôi sửa lại. Rồi, nó bị lỗi hai này rồi, bị lỗi cọc rồi. Bây giờ nó bị lỗi cọc, hai cọc nó trùng nhau rồi. Đó, lỗi cái phần mà nghiêng rồi. Tí mình sửa lại cái phần cọc nha. Hình như hôm qua là nó không bị lỗi mà hôm nay bị lỗi ta. Có sửa từ bệnh bạ gì vô gì không? Y cộng 1 chia 2. Item 2. Y cộng chia 2. Chia 2 trừ Y. Ừ, trên này mình bị nói chia 2 trừ 1 trừ Y. DB cộng này DB
là phần trăm này là bị lỗi rồi. Cộng trừ rồi hết lớn vẫn bị lỗi thôi, tí sửa lại này rồi để đây nha. À, để sau khi mình khóa nó lại ha. Rồi bây giờ tiếp tục mình qua cái phần mình tạo view nha. Giờ mọi người qua tạo phần tạo view nha. Cái phần create nè, bạn add cho mình một cái class. Đó có là foundation detail. Foundation file detail. File view detail. Đó, hai cái đều chi. Rồi tạo một cái class. Rồi bắt cứ ra và bỏ này đi hỏi cho thư viện đi hỏi Orochen đi nha. Rồi vào đây copy cho nhanh nha. Đi chờ rồi copy. Rồi. Rồi vì có một cái là view family type, một cái là bounding box và một cái là view plan nha. Đầu tiên là view plan nha. Đó, view plan một cái section box thì mình gọi là foundation box đi. Rồi tiếp tục cái này là file listen view nha. Đó rồi file box là gì đây nha. Đó khi bạn drop box đây là chính là cái drop box của bạn nè. Đấy đó rồi drop box ha. Đó tắt đi rồi cái này nó chọn nha XT nha. Rồi do nó là section box nó là như vậy. Rồi cái thai là gì, cái thai là cái này nè, được chưa, cái thai là cái này nè. Đó bây giờ mình tạo ra đang nó là cái thai nó là structure friend đúng không. Rồi bây giờ mình lấy cho nó một cái thai nó tên là foundation plan nè, được chưa, foundation plan. Rồi mình hàm dựng bình thường thôi, hàm dựng thì mình truyền thẳng vào biến document đi. Rồi mình cho nó một cái khi mà đó. Rồi đây rồi tạo hàm dựng cho mình tạo ra một cái list view view family type đó, mình lấy vào cái nào mà là plan view family chấm plan view plan đó là plot plan do nó bằng view family do là ít nem bằng thai. Bây giờ nếu mà không tìm thấy thì mình lấy cái view đầu tiên trong cái này, nếu mà tìm thấy rồi thì thôi đó, mình lấy cái view đầu tiên trong cái này mình duplicate nó ra mà mình add vô nó kiểu thai và kiểu cái thai là cái tên này nè đó foundation plan nè, ép về cái kiểu đó đó. Tại vì như vậy nha, tôi đang ở view này đúng không, tôi edit thai đúng không, tôi duplicate nè được chưa, y như vậy á không có gì hết được chưa đó, tôi duplicate nó lên đó, tôi duplicate nó lên thì tôi gán cái tên thẳng cho nó là bằng tên này. Còn nếu như nó tồn tại rồi thì thôi mình lấy ngay cái đầu tiên, tại vì cái template của mình nó chỉ có một cái giá trị nhất chưa đó. Rồi bây giờ mình lấy cái section box sau khi mình tạo view plan mình mới set cho section box. Bây giờ lên mạng coi nha,
À, lên mạng là View Plan à. Nó còn nó có cái gì? Nó là kiểu view thôi nha. Đó, kéo xuống đây nè. À, nó có mấy cái Dropbox này. Giải thích nè. Đó, Dropbox là view nè. Một cái Dropbox có entry không à, tức là mình nó bật lên chưa? Còn Dropbox có visible không, có tắt đi chưa? Ok chưa? Rồi, tiếp, bây giờ mình phải Dropbox, nó là một kiểu bao link box Dropbox. Chưa? Rồi. Rồi, vô Repeat Lookup. Chọn cái này, Active View. Đó, đây là cái view plan mình. Quay xuống đây. Tìm kiếm có cái chỗ nào có Dropbox không? Đây, Dropbox là có phải là cái kiểu bao link box không? Này, đây là kiểu bao link box. Bây giờ bao link box này quay qua đây, nó get và set được. Ok, vậy là có nghĩa là mình tạo ra một cái bao bao link box XYZ riêng, sau đó mình set cái Dropbox của này sau. À, bây giờ mình phải tạo ra view trước, sau đó mình mới set cái Dropbox. Ok. Rồi, tạo view trước nha. Rồi, nhiều quá. Ok, tạo view nha, create view nè. Rồi. Đó, create view nè, đây. Rồi, cách này đi. Create view foundation plan nè. Ok chưa? Document unit. Rồi, mấy cái này đó, bỏ đi. Không cần gì hết. Cứ tạo ra trước đã. Chưa? Rồi. Cái này, bỏ đi. Cứ tạo ra trước đã. Thì cái thằng foundation view này nè, à, cái detail này đúng không, mình ghi là foundation view type đi. Ừ. Rồi qua bên mạng coi. Đó, hàm ta tính là hai kiểu, một kiểu nữa document gái nè, có phải là vừa là cái này không, là thay không, đó thay mà chấm id không. Rồi bây giờ vô này bằng chưa, rồi cái này nó bằng thay chấm id đó, cái này không null, document không null đó. Giờ cái gì nữa, nó kêu kiểu gì nữa, label element id. À, level element ID chưa, thì có phải là mình có một cái là bây giờ mình lấy một cái level, là mình lấy cái cột đầu tiên nha, level là lấy cái cột đầu tiên nha, thì mình truyền cho biến là column model hồi mình lấy ở column model. Rồi mình biến column model ngày chấm bay level chấm đi. Ok. Rồi nó không báo, nó báo lỗi, xin vô. Báo lỗi. Báo lỗi gì? Level chu kiểu ba đứng bóc. À quên. Này. À quên. Example nhá, view plan chấm create. Ok, try get mình đặt cho cái khối này nha, nó set cái name nó bằng cái name đi, name mình dạy chẳng hạn như là chưa, lên mình có một cái công xăng em đi. Rồi nếu như mà cái plan này nó tồn tại rồi á, thì mình foundation này mình ép, tức là nó quăng ra một cái exception á, cộng copy.
Rồi tiếp. Thằng này set parameter cái gì? Cái view crop region visible á, các bạn coi nha. Nó có cái parameter đó không nha. Đó. Các bạn coi đây nha, nó có parameter đó không nha. Rồi, nó tên nè. Cái tên là crop region visible đúng không? C đúng không? Crop region visible đúng không? Đó, viewer crop region visible. Tức là mình set mình không cho nó rồi ok. Set thì nó cái giá trị nếu mà tắt đi á thì cái giá trị nó bằng bằng 1 nha. Ê, tắt đi cái gì mở lên nó bằng 1 nha. Rồi set nó vào cái template. Rồi view section .view template thì bằng setting model. Ok, đường này lại. Thì qua bên setting model đâu. Ủa? Nãy giờ mình sửa đâu ta? Thôi cho lưu này đi. Mình lấy setting model nó là cái gì? Foundation section, rồi foundation plan template. View template cũng là một cái view nha. View template cũng là một view nha. Xong. Rồi ha. Coi là coi có tạo được nha. Nha, bây giờ coi có tạo được nha. Rồi voi, kèm luôn voi nha. Rồi. Bây giờ mình phải tìm ra được column model đúng không? Đó, column model nè. Setting nè. Rồi, unit chứ nè. Rồi qua đây. Giờ giả sử tạo trong này trước đi nha. Đó. Rồi. Đó. Rồi. Cho một cái if đi. If đảm bảo này đã tạo ra rồi. Rồi mình mới dùng mũi transaction. Rồi xóa này đi, xóa hết đi giờ. Rồi bên này mình chưa có tạo, tức là cái này nè. Được chưa? Chưa có tạo. Kế thừa lên đi. Cho mày cấy kế thừa từ bay view model đi. Rồi cho mày kế thừa qua đây. Rồi qua đây. Bây giờ mới view nè. Không dùng cái lệnh kia cho nó nhanh trời. Rồi này rồi bằng new rồi xin dấu biến gì document. Rồi ok nha. Rồi có sau khi này hết null rồi đúng không? Rồi hết null xin cái đây bớt thì sao bớt đi. Rồi sau khi này hết null nhìn qua thì thằng này nó sẽ bằng foundation model chấm foundation file excel chấm create. Rồi chuyển nó biến gì nó kêu mình phải unit phải set foundation model chấm setting model rồi phải foundation model chấm group foundation model 0 chấm foundation model 0 chấm column model. Rồi có cái lỗi nha. Bên đây có lỗi không? Rồi bảo sẽ thành công nha, success nha.
Nó nói cái gì? Nó nói là bị bỏ dòng này thôi. Đi ra ngoài cái trang sắc sần rồi. Quên, cái này mình cái hàm dựng này mình không được để đây. Thôi, mình đưa nó đây. Nó bị nó bị gọi là cái gì? Đi ra ngoài cái này trong đây là mình đã duplicate rồi nè. Nó chưa có tồn tại cái nó bị duplicate á. Get family, get foundation. Mỗi lần mình duplicate là có change section rồi đó. Kỳ lạ thế. Rồi. Ok nha. Rồi chuyển cái form đi nha. Rồi apply nha. Apply nha. Rồi, bây giờ coi nha, coi nó có view plan nha. Một cái change section. Hoặc là một chút change section. Sẽ đi tôi bỏ. Không bị close à. Tại sao nó lại nói như vậy? Lỗi. Này cầm mít.
Sao mình bê mình chấm này luôn mà kìa. Lỗi rồi. Lỗi rồi. Lỗi này à. Anh ơi, Ơi. như cái foundation chấm nem bằng nem ấy, mà biến nem này hình như anh chưa điền vào hàm ấy, hay sao? Không tăng đến đây mà. À, con tăng, rồi rồi. Coi nó chạy lên tới đây không được, nó có tạo. Document ba biến document đi đi này cho mi đi đủ biến tức là này nó bị buồn rồi. Coi phải thành thêm chấm thoại rồi. Cái view thoại này. À. Nhưng không phải view section. Chết mẹ trên. Rồi. Nó bị lỗi này rồi. Quen đâu có view nha. Rồi đây đây đây. Ok. Ok nha. Bây giờ nha. Mặc định của nó nha. Bây giờ mình coi nha. Các bạn để ý nha. Mặc định coi nha. Element là floor plan nha. Các bạn coi bao link box của nó nha. Đó. Coi bao box nha. Bây giờ trước xin coi box. Tôi sẽ mở đây. Tôi sẽ đo khoảng cách này nha. Đó. Đây là cái. Rồi cho gần gần đây nha. À, ít nha, y nha. Dưới đây đúng không? Ít y là nhỏ nhất đúng không? Rồi. Rồi tôi sẽ mở. Mở thằng nhóc này lên. Đó, sai. Sweet boy. Rồi, ok. Mở hai ngày lên nha. Giờ đó.
49 mấy nè, đổi qua đơn vị nè. Mọi người cứ, cứ 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 tôi giải thích cho mọi người biết nhá. Để mọi người biết nhá. Về 149 feet đúng không? Để cho nó thêm một cái đơn vị nữa đi. 3 decimal ấy. Để cho chính xác tí. Rồi 3 decimal. Rồi, chú này đây. Chờ. Giờ mình coi nha. Coi cái XY nó là bao nhiêu nha. Mặt mi cái điểm này điểm min đúng không? Rõ ràng điểm này điểm min đúng không? Rồi. Đúng chưa? Có phải bạn nhìn dấu không? Rồi, cho coi lại nè. Nha. Rồi tắt này đi nha. Ghi lại nha. 149,2 năm mấy mà nó còn dư dư chút xíu nha. Thằng này 100,783 đúng không? À, y đúng không? Rồi. Rồi nha, LK nha. 113 nè. Ủa đâu rồi? Đúng rồi thế này. X là trừ 149,25 đúng không? Min nè, 150 nè. Do. Min 150 nè. 103 nè, ok ha. Nha. Min nha, điểm này điểm min nha. 150 nha. À, bây giờ mình lấy ba lương box của nào. Đó, bây giờ ba lương box hay là cái drop box. Đó, bây giờ ba lương box, bây giờ mình set cho nó ba lương box của nó. Được chưa? Để tìm ra nha. Giờ phải tìm ra được cái ba lương box nha. Cái này hơi khó nha. Rồi, mình quay trở lại cái thằng này. Có thể tắt này đi. Ấy, bây giờ mở lại đi. Lúc nãy là nó bị nùn không? Bây giờ mình mở lại đi. Đó, mình không tắt nữa. Đó. À, ví dụ nha. Ví dụ mình chạy xong mình ok, bắt đầu nó thoát ra khỏi chương trình, mình muốn cho tới cái thằng view nào mà muốn muốn nha, thì sử dụng UI element nha. UI doc nha. Nè, sử dụng cái biến này nha. UI doc.attribute bằng cái view đó nha. Rồi, ok. Này mở đây rồi. Ở đây create nha. Rồi bây giờ cái này không có bị không bị sai nha. Rồi. Comment ra. Ok chưa? Ơ. Rồi, nằm ngoài trên section khác ha. Rồi không bị sai nha. Nè. Bây giờ này nó có này mình cần check lại nha. Đó, mình cần check là mình tạo ra một cái view blend mới nha. Rồi, ok. Rồi. Sau khi mình tạo view blend rồi mình mới set nè. Được chưa? Một cái là set parameter cho nó. Một cái là set template cho nó. Đó, phải nó tới không? Rồi, giờ mình kêu là foundation này blend template là gì? Đó, không phải là foundation blend đúng không? Rồi, cứ template đã tạm thời vào đi. Cho. Rồi, này cho là 1200 đi. Apply à. Yeah, VA generate nè. Rồi, ok đó. Cho, foundation nè. Gắn là template à. Ok chưa? Mất cái crop view à. Ok chưa? Mất cái crop view à. Dạ. Yeah. Nhớ kỹ rồi nha. Cứ lấy cái này set thẳng cho nó bằng không. Tại vì nó đơn vị này nó là S integer. Thứ hai, mình lấy thằng này. Mình set cho nó template luôn. Tại vì ở đây cho user chọn mà. Chưa? Đó. Là hai thằng. Tiếp, bây giờ mình tìm tới là cái tính cái thằng section box. Ôi trời mẹ đâu rồi. Ừ, rồi. Giờ mình chưa tính section box đúng không? Set bounding box. Rồi. Rồi, bây giờ cái vấn đề quan trọng là
Chuyển nó vào biến document và unit đi. Giờ mới có à. Bây giờ tôi nói lý thuyết cho bạn nghe nè. Bây giờ nha, mình chọn, mình tạo ra được tất cả các móng rồi. Giờ tôi xóa hết đi. Lần ngoằng. Ê, chết rồi. Xóa cái thằng server boy đi rồi, không tạo lại. À, nó không cho xóa rồi, kệ xóa này. Rồi. Ừ. Rồi ha, bây giờ tôi tạo hết nè. Rồi, từ đó. Copy này vào đây. Giả sử nha. Chuyển đổi đây. Rồi ok đó. Thằng này không chưa tạo được. Mình thiếu. Đi lỗi gì đâu rồi. Bị lỗi gì đâu rồi. Thằng này bị lỗi rồi. Hai thằng này là không tạo được đó.
Coi có lộn đúng không? Cái mạng nào rồi? Nó bị dính cái mạng đó rồi. Quỳ là được không? Bà mẹ nó, thằng kia nó bị lỗi cái gì nữa, tao không không biết, không hiểu nổi. Rồi. Làm cái nào bị lỗi nữa rồi, lỗi thì lừa. Rồi, không hiểu sao bị lỗi. Bày hết lỗi. Hiểu sao ban đầu nó bị lỗi quá trời. Gì hao rồi. Thôi như lại chưa? Ok. Nó nào vô hả?
Cột thúc đầu á, cái mấy cột thúc sau nó bị lỗi thì sao á, tức là mình khớp xuống á. Tạo được hết nha, không có nào không tạo được nha. Rồi bây giờ nha, làm hết tốn rồi cả 10 phút. Có phải là cái thằng Federation này nè, mình đã trước khi mình tạo đã mình đã lấy được cái cốp array này đúng không? À, cốp array của nó là cốp array của Federation ở trên nè, đúng chưa? Bây giờ mình có được cái hình cốp array đúng không? Bây giờ mình duyệt ra tất cả các group của móng và duyệt ra tất cả các group móng, mình tìm cái thằng này nè. Cái thằng nào mà là có cái vị trí x, y, z của cái cốp array đó. Cái cốp array này mình có nha. Vì mình sẽ có được cái cốp, một cái cốp thì mình có được cái hai cái một cái biến thành line, một cái line sẽ có hai điểm endpoint và midpoint. Vậy mình tìm ra được cái nào có x mà min nhất và y và min nhất, mình lấy cái điểm đó. Rồi tiếp theo mình tìm ra thằng nào nó có cái thằng x là max nhất và y là max nhất, mình lấy điểm đó. Vậy cuối cùng mình sẽ tạo ra cái gì? Có phải là tạo ra một cái thằng này không? Một cái hình này đúng không? Đó, mình tạo được hình này đúng không? Đó, vậy mình tạo ra được hình này là mình có được cái điểm này và điểm này đúng không? Vậy điểm này là min và điểm này là max. Nhưng mà nó ở trong x, y. Vậy trong z thì sao? Trong z có phải mình căn cứ vào này không? Cái view run của mình á. Các bạn vô cái quẹn coi view run đúng không? Nè, view run nè. Nè, social là sâu nè. Đó, ngay cái level là bao nhiêu là cái view run nè. Vậy thì ngay cái level này mình cho này xuống 200, vậy là cái min của cái z của mình nó đi xuống bằng cái chiều cao của cái móng và đi lên trên bằng khoảng 50 hay nhiêu đó. Chờ. Rồi bây giờ mình có được cái xác định được điểm này và xác định được cái section box rồi đúng không? Ok, bây giờ đi xác định này. Bây giờ mình lọc ra tất cả các cốp array của này. Nha, yeah. Bây giờ tôi sẽ tìm ra thằng nào min max nè. Nha, yeah. Từ cái cấp array. Ok nha. Rồi này nha. Private double public key. Double. Nha, yeah, cái này là tọa độ của David nha, đang là tọa độ của David, nhưng mà cái y nè là mà max min của ít nè. Được chưa? Rồi. Là mình lấy được cấp array đâu không? Yeah. Rồi double ha. Bằng không return a cho nó rõ chưa? Rồi giờ for rồi giờ cấp array nè, có phải là mình lấy tất cả các cấp array đúng không? Chấm sai nè, không có chấm cao nữa, chấm sai nè do vậy thì từ có một cấp mình lấy là cấp bằng cấp array chấm index of. Ủa? Cấp array nó không có append nhỉ? Nó không có append nhỉ? Không có index of à? Kìa. Item index
Rồi. Dạ. Rồi. Mình giờ cái này cướp đúng không? Rồi like luôn đi. Like. Này nó hành cướp đúng không? Slide. Chưa? Rồi, tiếp. Nếu mà like mình sợ nó bị nun. Đấy. Khác bằng nun. Chưa? Ok, thì XYZ A cái gì XYZ E1 bằng line chấm get endpoint của không được chưa, một thằng hai thằng E2 rồi không bây giờ đó. Rồi bây giờ mình gõ nè, nếu như mà E1 chấm x mà lớn hơn E2 chấm x đúng không? A bằng mình đang tìm min đúng không? E1 chấm x đúng không? E2 chấm x báo eo mà mình biết chắc là hôm trước là mình vẽ được đường thẳng rồi nên mình biết chắc nó là không luôn rồi đó, nhưng mà mình sợ là nó luôn nó bị dừng chương trình đó. Rồi này L thì nó bằng A1 E1 ít giờ cứ mỗi một lần đó, A đúng không? Rồi rồi khoan đó, rồi mình cho này đi, cho nó item nó không đi giờ. Đó, cấp item 1, line 1. Rồi, A bằng này. Rồi, không, không, mình làm vậy được. Tức là mình tạo ra một cái list của cái ấy trước. Tức là mình tạo ra một cái list. Tạo ra một cái list XYZ trước, kệ nó, cho nó trùng lập luôn. List XYZ bằng new. Rồi, tạo ra một cái trùng lập luôn. Rồi, mình sẽ gán được. Bây giờ, mình sẽ gán là list XYZ list. List. Rồi, list. Chấm add. E1. Phải. E2 ở cứ chạy qua vậy hả? Rồi cứ chạy qua hai. Bây giờ rồi mình cho A bằng lít phần tử không chấm ít, mình cho là bằng trước ít, rồi for bằng lít chấm cao cốt chạy nha. Không không, mình không cần vậy. Thì A sẽ bằng return sẽ bằng tốt trai nha, sử dụng liên quy luôn. List chấm min đó. Min của cái gì? X chấm X chấm X chọn xong được nào. Rồi. Bây giờ nếu mà như vậy thì nó kỳ quá, mình không tạo ra ngày nữa, mình tạo ra một cái list của list này đi đó. Mình return một list rồi A1 không cần đó, cái này là get all list, get list x y z cope mà rồi. Ok rồi, rồi mình tạo ra một cái danh sách. Rồi bây giờ mình chỉ cần việc lấy ý kiến cho nó đơn giản đúng không? Đó bây giờ lấy đơn giản thì cái này là virus đây. Rồi bây giờ mình mới lấy cái thằng min và lấy cái thằng max của một cái nha. Bây giờ mới public à. Thôi cái giờ mình khỏi.
Thì bóc lấy đi. Đưa qua rút ra đây nè. Rút này nè. Xẻ đi nha. Tí mở lên nha. Ok không? Bây giờ mình tạo ra cái hàm public double get it min chưa? Rồi. Double a bằng 0 return về. Rồi. With for nha và một group đúng không? Group y bằng sao không được ta? Mình đưa ra ngoài class rồi. Get min người foundation model cao ở cứ mỗi một thằng mình tìm ra được nếu mà a mà lớn hơn cái thằng foundation model chấm độ y y mà chấm get đúng không nha y mà sao không được đây chấm min đó nếu lớn hơn min của thôi mình cho cái này đây mình đặt cái biến đi để cho nó qua đi đây xíu và mẹ này chưa được đi bio rồi lít bằng ok rồi bị lỗi gì đâu rồi nếu mà a lớn hơn lít chấm min của x lambda expression x chấm x đó đóng ngoặc rồi nha thì a bằng củ chuối nha đây là củ chuối nha các bạn đó đây là củ chuối nha các bạn rồi ok đi chấm nha đó get x min rồi củ chuối xíu rồi 2 3 rồi rồi x x max củ chuối nha các bạn là kêu lên đọc chữ nha rồi nếu mà a mà bé hơn thằng này thì a bằng này ok rồi tiếp tục cái này củ chuối xíu get y min ra y max đó get đích ở đây nếu mà a bé lớn hơn thằng này chấm y thì này bằng chấm y rồi này chấm y y được chưa đó thuật toán của mình là vậy đó rồi thuật toán nào anh ơi em hỏi lại một tí là ngay chỗ ghét mát đấy tại sao mình không chấm mát mình chấm yên ta quên đây đúng không đây đúng rồi bạn ghét mát ở đây đúng không rồi. Và không nhớ là sai Trung Quốc rồi ok được không ok nha rồi mình có ghép được 4 cái nha rồi sao nữa ta bây giờ mình qua cái thằng này đây bây giờ mình phải tìm được hai cái điểm là xyz min và xyz max sau đó mình gắn cái section box cho nó đúng không đó section box á thì mình thật ra bên này á
bên này đó là mình có cái thằng dầm rồi, nên mình dễ lấy được cái section box. Tức là tôi chỉ lấy cái section box này thôi. Đó, new bounding box rồi tôi lấy section box mock min thôi. Rồi tôi gắn cho thằng kia thôi. Đó, bây giờ tôi phải tìm được cái điểm min và điểm max. Ok hả? Đó, rồi đây. Rồi đó. Ở trên này không? Rồi, cái section box. Có cái min và max. Dạ, vậy mình truyền vô hai cái biến là khoan. Tại vì á cái thằng này á nó có kỳ chỉ trong một cái một cái group thôi, bây giờ mình lại nhiều group nữa đúng không, bây giờ mình nó có nhiều group nữa, bây giờ mình phải lại lấy lên trong một cái group của nó thôi, các bạn hiểu không, tức là trong một cái group partition thôi, ví dụ nha cái thằng cọc này nha, cái thằng cột này nha, đó nó tìm tất cả các thằng, hôm bữa cái thuật toán là tôi tìm tất cả các cột này nó cùng giống nhau, thì trong cái group đó tôi tìm cái max min, rồi bây giờ trong cái group khác tôi lại tìm cái max min nữa nha, bây giờ lại tương tự vậy. Rồi là cái tất cả này bắp bịt nha, bây giờ mình đưa qua cái file chính của mình đây, model chính của mình đây. À, đây đây tàu hải cho ba, sao tàu hải ba mấy cái model á, à, cho region đây đó, à, mình đặt tên là section box ấy, bounding box ấy. Rồi bắp bít ra đây x y z đây viết mắc cơ bơm mắc à, mình truyền vào biến gì à, cái chiều cao á, cái chiều cao của thằng thằng móng á nó nằm bên setting model đúng không, ờ à, setting model nó nằm trong đây luôn nè, rồi rồi x y z a bằng thằng nun return a, rồi theo đây. Ok nha. Rồi, dùng for double it min này. Mình đang lấy cái mark in. It mark này. Bằng 0. For này bằng group function model. Ít mắc bé hơn group function model y chấm get ít mắc do thì này bằng rồi tôi cần phiền phức mẹ nó thằng này. Cái kia nó có rút rồi mắc bằng này luôn trời phiền phức chấm mắc đúng không ít ít chấm ghét trời ơi nó phiền phức vô cùng xong một cái mắc rồi tiếp tục d ít min này ít min get ít min tiếp d y y max get y max rồi mình có mình đang ở get max đúng không? Vậy a bằng cái điểm max mình đưa nó vào có setting mirror chơi này đúng không? Vừa có thêm một cái unit project một cái unit này
thì A bằng new x đi z đúng không? Thì đầu tiên là x đúng không? Là x max. Đó, bây giờ x max này nó đang là đơn vị của divide nha. Nha, nãy giờ mình đang làm cái khớp, cái point của cái khớp. Vậy thì nó đang là đơn vị divide nha, sau khi mà nó tạo rồi nha. Nó đang là đơn vị divide nha. Rồi y max phải z max. Z max bây giờ cho nó là gì? Có phải là từ cái mặt phẳng à, từ cái mặt phẳng mình đang xét nè. Đó, thì z max bây giờ mình cho nó lên khoảng bằng bằng h trên 2 đi. Đó, là unit convert chấm convert của cái thằng h max đang là đơn vị mm nha, đang là đơn vị của cái cửa sổ màn hình nó đưa ra cho mình đó. Là unit convert cái thằng setting model. Chấm hay pha lưới sình đúng không? Rồi. Đúng chưa? Bây giờ cho nó là nhân cho 0.5 thôi. Một nửa thôi. Rồi. Là mình có được cái thằng này. Tương tự như vậy, mình lấy thằng min đúng không? Rồi. Thằng min đúng không? Get min. Rồi. Get min đúng không? Rồi. Get min bounding box. Từ nha. Get min bounding box. Đúng không? Đúng không? Này ít min nha. Ơ. Tuy nhiên. Mình lấy ít max thôi mà. Cái min nha, min min thì mình phải là trừ thằng này đúng không? Đó. Đúng không? Rồi. Ok nha. Min và max nha. Giờ mình có get bounding box, bây giờ mình lấy được hai điểm max min rồi. Giờ mình đưa vô thằng này mình set cái bounding box cho nó. À, bây giờ đưa vô này mình set cái bounding box. Thì nếu như thằng này set rồi. Rồi, bây giờ rồi mình set thẳng bounding box nha. Mình đưa ngoài đây. Create đúng không? Mình set bounding box luôn nha. Đúng không? Set bounding box. Get bounding box. Mình có một cái biểu bounding box XYZ. Khoan nha. Không cần phải trên form. Có max min rồi. Không cần nói region. Đúng không? Thì mình có XYZ max. Vậy. XYZ min. Rồi. Vậy. Thì mình có x, y, z, min. Rồi ok nha. Tiếp thì foundation box bằng new bằng box x, y, z là phải khởi tạo nha. Rồi không cần bẻ nha. Chấm min bằng min. Rồi ok ha, ai set này nha. Giờ mình đưa thêm hai biến này vào nha. Rồi bây giờ private mình get nữa, mình get cái này đã. Rồi có cần gì không? Không cần này á. Thôi mình đưa cái dòng này luôn đi. Ok đó, để đấy. Không cần document, không cần unit to check. Rồi bừa hai biến ra đây. Dạ. Yeah.
Có hai biến rồi. Mình biết chắc là nó không bị nuôi nổi đúng không? Chấm. Chấm tới ba đường bóc đúng không? Red ba đường bóc. Chấm. Set. Void là set inbound dim main. Thằng này á. Khoan nha. Cái này là bao đứng bóc mà. Không phải. Bao mắt không phải này. Đúng không? Nãy mình đã tính là ban bóc là không phải này đúng không? Cái này là element, nó là kiểu bao đứng bóc. Do element nó là kiểu bao đứng bóc. Nhưng mà cái thằng attribute này là đó, nó với là cái crown box này. Vậy là attribute.drop đó bằng cái tên mình là gì, file đó. Rồi cho rồi, ok nha. Giờ ra đây create nó bị sai, tức là mình thiếu tham số cho hai này, thiếu tham số truyền vào. Vì tham số truyền vào của mình đó, đó get mắc bao nhiêu mắc bỏ get min có phải là foundation error chấm get mắc bao nhiêu mắc rồi vậy foundation model chấm get min bao nhiêu mắc này có chuyển dối gì không? Khoan chuyển vô unit project, chuyển vô unit. Nó cần có convert. Ở bên không? Rồi. Sau khi này xong, bây giờ chúng ta cần chuyển chết lại này nha. Rồi, cho chạy nha, bự luôn nha. Xóa đi nha. Line nè, test nè, ok nha. Tắt sai đi nha. Structural foundation nè, 150 đúng không, copy đúng không, nãy giờ là 700 thôi. Không lỗi nha. Nên là tức là nó chạy tới kia nó không bị lỗi nha. Rồi. Vẫn không được ta. Anh nghĩ mình rõ ràng mình set nó rồi mà. Mình coi trong follow plan của anh chứ. Bà mẹ nữa. Sao nó ra nhỏ xíu rồi ta? Anh chấm 2 điểm mất chứ anh không có chấm miên. Có không? Không coi là tốt. Có hình chấm mát kìa. Đâu nè. Cái code hồi nãy của anh ấy. Cái code ở bên đó, đúng rồi. Bên này cái gì? Foundation model kìa. Mới nãy Foundation file model anh chấm mát nè. Hai cái anh đều chấm mát. Đúng rồi. Có gì sai bạn, các bạn nhắc mình nhá. Rồi, ok nhá.
hai, rồi chết lại nha, rồi nha, rồi để xem lại cái, nó cày cho cái file này nó nát rồi luôn, rồi xong cái này nó chuyển qua default template tạo là một cái template mới. Chán vẽ rồi vẽ bằng floor đi, 800 đi. Đó, rồi 800. Apply. Ok, được chưa? Ok hả? Nhìn nào. Đó, đây 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 đây. Chạm đáy, chạm đáy, chạm đáy. Đây đây đây. Cái này chạm đáy. Được chưa? Khoan. Có một cái nữa là bạn bạn hiểu vậy nào. Để mình nói bạn nghe nào. Cái thằng min này á, mình không có trừ đi một cái đoạn offset nó ra. Ý như lúc nãy mình nói á, là cái thằng này mình sẽ offset nó xuống như vậy nè. Hả? Rồi thằng này nó offset qua đây nè. Rồi thằng này offset lên đây nè. Đúng chưa? Thằng này offset lên đây nè. Đúng chưa? Vậy cái thằng mắc này á, ít mình cộng đoạn offset. Y mình cộng đoạn offset. Thằng min này y mình trừ đoạn offset, ít trừ đoạn offset. Được chưa? Rồi bây giờ thằng này nó là mắc đúng không? Bây giờ mình cộng một đoạn offset là bằng cái chiều cao của móng ấy. Nha, offset luôn là chiều cao của móng đúng không? Giờ giờ mình cộng nè. Nha. Yeah. À, chứ mất công nó chèn hết thằng. Ủa nó bị lỗi gì vậy? À, rồi. Nha, yeah. Bây giờ thằng min mình cũng vậy nhưng mà bây giờ mà thấy gì á, nó đang là min là nó âm rồi, nhưng mà phải trừ đi đúng không? Không phải tôi không cần biết nó âm hay dương nhưng mà mình phải trừ đi để cho cái đoạn đó nó thêm bự ra. Nha. Yeah. Thì qua đây á thì mình nói cho các bạn biết là cái thuật toán của mình á, cho dù cái bất cứ gì á, các bạn tìm ra được cái mặt min của nó, sau đó các bạn tìm bounding box nha. Ha. Rồi giờ mình chạy lại lần nào. Rồi, kệ bao nhiêu cũng được. Rồi ha. Rồi, cho kia đi. Rồi copy này cho mình 1500 đi, vì lằng ngoằng quá. Rồi. Rồi nha. Ok ha. Rồi. Ơ. Thằng này. Floor plan mà không thấy variation đâu. Rồi mình phải kiểm tra lại. Thằng này nó lại thấy. Hồi nãy anh cộng cái độ móng là như anh cộng đây chứ anh không phải anh trừ. Anh trừ nó mới cắt ngang móng chứ. Sao bạn? Ý là cái đoạn Z ấy. Không phải. Không phải. Tức là do cái lần view template. À, vì do view template à? Tại vì tôi ghét nó thành view template rồi, bạn hiểu không? Nè tôi mới xem biết là nó bị ao ranh như vậy đúng không? Cái lobby đấy đó có một cái móng nhỉ? Có một cái móng hả? Cái gì tôi biết đó đâu có phá cái gì về rồi không nhá. Nhờ anh chồng mình phá cái gì về lại thì nó mới đặt lại. Chỉnh thử via internet khác coi nữa được. Nè, ở replan đã đúng rồi mà. Đúng rồi. Nè. Nó cái in luôn. Đúng rồi, nào anh mở gì mới apply đúng không?
Không phải, cái view gen là mình chỉnh sao cũng được mà. Còn template là mọi người chờ mình xíu nha. Đây à. Tức là mình đi cứ kiểm tra hoài nha. Thằng quỷ này nó cao hơn là vì do thằng cột này. Thế này, thế này được không? Tại vì á, mình nói các bạn là mình lấy ngay tại cái điểm này nè. Cái thằng mặt phẳng này nè. Thằng quỷ này nó cao hơn. Bạn hiểu không? Riêng cái cột này á, nó cao hơn cái cột đó. Lên mình mới thấy này. Bây giờ có phải nó cắt ngay tại không không? Bây giờ mình cho cắt nó view xuống ép là không đúng không? Bây giờ view xuống ép là trừ 500 không? Được chưa? Ok chưa? Thằng này nè. Ừ. Thì đó. Tức là mình không có bị cái gì hết. Nhưng mà qua đây mình cho các bạn thấy là cái view run này nè. Để mình cắt khi mà các bạn tạo một cái view mà nó theo cái ý của bạn. Các bạn nha. Đây mình đang lập trình nha. Thà nếu mà mình biết được chính xác cái tọa độ điểm thì không nói đâu gọi là lập trình nữa. Bây giờ mình không cần biết. Ha. Rồi, rồi qua đây là cái bài này mình nói cho các bạn biết rồi. À, cách làm. Thì để mình nói sơ lại nha. Mình đi từ ở trong từng cái móng. Từ cái móng đó mình lấy ra. Mình nói lại lần cho bạn nghe nha, rồi xong các bạn có hỏi gì hỏi nha. Mình lấy ra cái cốt, tại vì do mình đã tạo được cái cốt rồi. À, cái cốt mà thực tế á, cái cốt mà trong trong Revit á, là cốt mà đơn vị fit á, thì từ cái cốt đó mình lấy ra được tất cả các điểm của cái cốt đó. À, từ cái cốt, lấy ra cái điểm đó thì mình mới lấy được cái điểm mắc và min qua bên cái này. À, rồi từ cái mắc và min đó mình mới lấy được cái mắc và min tổng thể của tất cả các móng. Bây giờ cái móng này ví dụ giả sử như tôi có một cái cột qua bên đây nha, đúng chưa, thì mắc và min nó cũng là như vậy. Rồi cuối cùng thì mình sử dụng một cái rất là nhẹ nhàng, đó là ủa đâu rồi, à đây đây này là đi. À, tức là mình sử dụng một cái nhẹ nhàng là mình tạo ra một cái group box, xong mình gán vô nó cái điểm đó. Vì cái này là cái view blend lên, nó không cần phải chuyên form như hôm qua, tôi nói các bạn rồi, không cần phải chuyên form, mình xoay chiếc ghế rồi xong mình gán vào. À, tùy các bạn có câu hỏi gì không? Alo. Không anh ơi. Không Không hả? Là bạn bạn hiểu chưa? phải xem lại chi tiết để liền. À, rồi, giờ mình giải thích lại lên cho bạn hiểu không? Thì có phải hôm qua mình lấy được cái cốp này đúng không? Cái cốp array này đúng không? Mình tạo ra rồi. Ha, mình lấy được cái đoạn cốp array là mình tạo ra rồi. Rồi bây giờ từ cái cốp array đấy. Ví dụ nha, mình có cái đoạn cốp này nha. Đó, rồi, búa xuôi gì. Đó. Thì mình từ có một cái đoạn mấy cái đoạn cốp khép kín này rồi. Mình mới lấy từng điểm, từng điểm, từng điểm, từng điểm, từng điểm, từng điểm. Mình mới lấy từng cái đoạn thẳng chứ, từng đoạn thẳng của cái cốp này. Sau đó mình lấy từng endpoint và midpoint và cái hai cái điểm đầu điểm cuối. Mình so sánh, mình cứ ép nó vô một cái list gọi như là list của tất cả các cấp đó. À, rồi trong cái list này á, mình so sánh coi bây giờ cái điểm nào mà nó có ít bé nhất. Đó, mình sử dụng link quy, điểm nào có ít bé nhất và điểm nào có y bé nhất thì mình quay qua thằng này. Và mới lập ra một cái là mắc pin ha, được chưa? Rồi á, sau đó từ cái những cái thằng group này rồi quay qua cái thằng tổng thể, mình mới kiếm được cái bao lưng bóc xi. Cái này thì quá dễ rồi. Thì một cái điểm nha, một cái điểm bạn có thể tự định nghĩa bằng cách new chỉ ra tọa độ chính xác cho nó. Đây tọa độ chính xác cho nó x, y và z. Thì z thì như tôi nói bạn là bây giờ mình đang trong mặt phẳng, chắc mình không cần quan tâm tới section box của nó, mà mình quan tâm tới view rank thôi.
À, mình chỉ quan tâm đến ít mắc min và y mắc min. Rồi cuối cùng mình có section box. Mà lấy cái section box đấy, mình mới gán vô mặc định chương trình nó tạo ra. Cái thằng view foundation view này nè. Đó. Thì nó sẽ cái giá trị section crop box này nó mặc định, nhưng mà bây giờ mình set cho nó một cái giá trị cụ thể. Rồi. Đó. Ok, các bạn có hiểu rõ chưa? Alo. Bạn Châu ấy gì hiểu chưa? Tức là mọi người coi đây, có thu về xong rồi cái mọi người về mọi người coi code nhá. Thì bài hôm nay chỉ có nhiêu đấy thôi. Như đầu tôi nói là mình tạo được một cái view rồi, mình tạo một cái ấy rồi đó, coi như là mọi người cái cách mọi người vừa code vừa nghĩ. Có một cái vấn đề nữa là các bạn, tại sao á mà tôi nói các bạn á, khi mà hai thằng móng này nó tạo nhau mà nó giao nhau như thế này nè, mà thường á nó quăng ra cho mình một cái error đúng không, mà bây giờ tôi lại không không có error. Các bạn sử dụng ngày hôm qua, tại vì tôi chưa tôi chỉ coi như ấy thôi. Bạn sử dụng một cái, tạo ra một cái class có tên gọi là delete volume shipper đó. Cái này thì bất cứ cái nào bạn tạo gì cũng được hết đó à. Nhưng mà cái class này nhiều khi nó bị sai 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 á, tức là có mấy cái mà warning á, tự nhiên nó hiện ra xong nó mất luôn. Cái nó vừa mới hiện ra xong nó mất luôn. Cái mà thằng này nó lại bắt cái thằng đó, bắt lỗi thằng đó, cái nó bị dừng lại. À, có mấy cái warning ví dụ như là có thể mà gọi như là ignore được á, cái nó hiện ra xong cái tiếng nó mất luôn mà thằng này lại bắt nó. Nên bây giờ bởi vậy mình nhiều cái nha. Nhưng mà vì tại vì tôi sợ các bạn hiểu là tôi sợ là nó trùng nhau à nha. Bây giờ giả sử nha, tôi vẽ một đây là cái gì foundation không, thì rõ ràng mình luôn mà mô đồ vậy á, đúng chưa, thì nó báo ra mình một cái warning đúng không, đúng chưa, nó báo ra warning. Nhưng mà khi mà có mấy cái warning á mà khi mà nó chạy á, thì nó phớt lờ luôn, nó tự chương trình nó tự động nó ignore luôn, bạn hiểu không, chương trình nó tự động nó ignore luôn. Nên bởi vậy mình cẩn thận khi mà xài vậy. Thì á khi mà vừa tạo ra cái nó có cái warning nào mình xóa đi hết. À, có cái warning nào, thằng nào có warning nào xóa đi đó, xóa đi, warning là xóa đi hoặc là gì đó cứ xóa đi, ok chưa. Thì mình mới thêm một cái giá trị này nha, vì tôi comment chỗ này cho bạn nha. Rồi à, tôi comment chỗ này nha. Đó rồi, vậy thôi rồi. Bài đến đây như đây thôi được rồi. Mai bắt đầu mình mai bắt đầu tôi làm cái gọi là đêm nha, cái móng của mình đó. Đó. Tại vì đêm nó có nhiều cái, bây giờ mình đã tạo ra được một cái solid rồi nha, mình có thể lấy được cái mặt phẳng nè. Khi bạn chưa tạo ra được solid, bây giờ tôi sẽ lấy được cái mặt phẳng, tức là nó có mã cho cần rồi đó. Đúng không, đấy anh này đúng không, có reference nè, có mã cho cần nè đó, được chưa, mã cho cần à, bạn thấy không, mã cho cần à, đó là review nó sinh ra cho mình cái mã cho cần, rồi mình lấy cái mã cho cần đó mình dim là được thôi, chứ không phải làm củ chuối giống như bên Dynamo mà dim code á, xong rồi tạo ra cái cớp nhỏ nhỏ về đây à, đó xong rồi dim, xong rồi dim cái cớp nhỏ nhỏ này đâu, không phải củ chuối kiểu đó đâu đó. Bài sau tôi sẽ, ngày mai tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái dim đó. Đó. Đó ví dụ nha, các bạn để ý đây nha, khi mà tôi đi như thế này nha, cái thằng trong này nè mình hoàn toàn có thể lấy được reference ở từ trong family nó đi ra đây luôn nè, có phải rõ ràng thằng này reference ở trong family đúng không nè, chú này nè nó reference rõ ràng, nó nằm reference ở trong family đúng không, mình hoàn toàn lấy được luôn đó, mình hoàn toàn lấy được luôn. Tại vì sao, khi mà bạn coi cái này nha. À, lấy kim chơi symbol nha. Dạ. Reference nào. À.
Khoan khoan, không phải không phải. Đây nha. Đây nha. Đó, đây nè. Đó, mà nó có kiểu là thai kết thai gì đó. Đó, hoàn toàn mình có thể lấy được này luôn. Đó, hoàn toàn lấy được của represent của từ trong family đi ra luôn. Nhưng mà tôi cứ truy xuất vậy ngược lại, nếu mà nó đun thì mình tìm cách khác. Đúng không? Nó cứ truy xuất ngược lại từ trong đây nè, cái represent của cái mặt phẳng thì mình lấy được rồi. Đó, bên này có mặt phẳng không? Bây giờ nó đã tạo ra rồi. Nè. Lúc nãy đâu có cái floor nào nó cao đâu. Đó, bây giờ tôi sẽ lấy được mặt phẳng này. Nhưng mà cái này á, mình lấy được reference từ trong family luôn. Rồi thôi, các bạn có hỏi gì không? Em không anh, coi lại Coi lại. có Ừ. không, có Nhưng phải nên hiểu cái này không? mà hiểu mang máng được cái cách rồi đúng không? Chứ còn chứ Thì hiểu cái máy mình đó ừ. thì sẽ thấy điểm. Mắc pin gì đúng không? Đó là coi như mình hiểu là cách đó là lập trình, còn bây giờ bạn bè bạn bạn code là bạn sẽ biết được nó chạy đúng hay không, đúng không? Mà nhanh quá nó không kịp đó. Là mình code nhanh quá hả? Em bắt đầu cao một chỗ nha anh Vượng. Ví dụ cái móng nó có điểm origin ấy, thì thay vào đó mình chỉ cần chạy, mình lấy tất cả các điểm và mình lấy ra điểm mát và điểm min, sau đó mình offset là nó cũng ra, mà nó cũng nhanh hơn tí chứ luôn. Không, cái móng slab foundation nó không có origin. Cái location của nó không phải là origin. Không có. Location của nó không phải là origin, nó không có location. Cái thằng slab foundation nè, bạn hiểu không? Đây nè, còn ISO lấy địch với Nghĩa là có. mình đặt Đó. Thì cái kia nó là bạn phải tạo family, còn này là system family. Mình hiểu không? Đó. Cái này là có family. Bây giờ móng băng nha, tôi nói các bạn nha, cái móng này á là location của nó là một cái point, đúng rồi. đúng chưa? Nó là một cái point, thì bạn biết được cái point đó thì cũng coi như lúc nãy tôi vẽ cái phần cọc á, bạn hiểu không? Bây giờ thay giờ cái tôi không cho nó là column nữa mà tôi cho nó là foundation, thì tôi lấy cái thằng cọc này cũng nó cũng tương đương với thằng cột à, hiểu không? Đó, ý là bạn ý ý là bạn muốn nói là lấy cái location này từng điểm cho nó nhanh khỏi cái cớp này đúng không? Tôi hiểu ý bạn, nhưng mà cái thằng này nếu như mà nó là family instance thì lấy như vậy nó rất nhanh, lấy theo cách của bạn nó rất nhanh hơn là cách này, hiểu không? Nó phải nó đỡ phải chạy ra một cái vòng 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 lập nữa. Để tổng quát cho các bạn sàn nữa Ừ, vừa sàn ấy rồi. Nhưng có điều nha, tôi cho các bạn coi là cái thằng bản 22 là cái thằng chó nhất, mẹ nó thay đổi búa rồi đó chết đó chứ không là cái cũ xua, đúng rồi, nhưng mà nó thay đổi nó đây nè. 22 có mới có vẻ ceiling nhất đúng không? Chị Linh hồi trước tới giờ hai bạn 21 đâu có tạo bằng code được đâu. Ceiling á, ceiling là cái trần đó. Dạ đúng rồi. Ừ. Đó, giờ nó mất mẹ cái method này luôn rồi. Bây giờ làm sao mình tạo được? Chắc buộc phải mua đồ bằng tay. Nè, nó kêu là nó bị phá hủy nè, mình tạo đâu được đâu. Thì nó kêu là người tạo không được. Cái tôi mới móc. Thì mình tạo bằng ceiling đó anh, class ceiling. Ceiling, nhưng mà nó đâu có, nó ép Caragoy của nó về structural foundation đâu. À, điều máy anh coi thử có không, New nó có ceiling cái không? class nào thay thế đi chưa. Không có đây nè, tôi cho các bạn người ta đã làm SDK rồi đó. SDK nè, vô cái SDK của em hai nha. Không biết. Nè, foundation slab nè. Được chưa? CS nè. Vô comment nè, bây giờ vô mấy cái này không có nè, vô comment nha.
gì? Cái là mình readme á, ok. Nhưng mà readme nó cũng ra được cái hàm. Nó chỉ nói là nó chỉ có nói vậy thôi à. Chứ nó không có ấy, sketch regular nè, slap data nè. Cái comment thì nó nói sơ sơ à. Cái làm là cứ đào về các bạn thử nha. Rồi rồi. Nè, thấy chưa? Cái này bản 22 nha. Thì tôi tắt hết đi nha, tôi mở cái bản 21 ra cho các bạn coi nha. 21 22 nha. Thì nó không có kiểu như là bản 21 à. Nên mà mọi người có gì cái nó cẩn thận là cái bản 22 này nó thấy nó sao á, tôi thấy bản 21 là nó đầy đủ. 21 nha. Cái gì đã mua bản hai tài nó một chuối Chuối mà. màu mè. Màu mè. Đây à. Đây. Ủa? À đây đó. Đây nè. Create nè. New Slab Foundation nè. Do. Bài này nha. Floor giống create không? Đó. Mẹ. Bây giờ nó đổi rồi. Giờ không biết cái nào nữa. Cái nào Ủa, đâu. mình chỉ truyền cái condition thay lab thay ID là nó cái flow cái class flow này nó sẽ tự nhận ra condition slab thôi chứ. Okay, nó nhập lại thành hai class thành một class nhưng mà là làm vậy mỗi năm đổ mới thấy mày nhập vì mình mới update code. Nè, nếu mà tôi chuyển cái kia là floor thì cái category này nó đâu phải là foundation nữa. Này mày nó mà nuôi nó không có nó kiểu nó viết nó không có viết thêm mà nó đi sửa lại cho vui vậy. Nó sửa lại thì bây giờ tôi hỏi bạn, nếu mà nó sửa lại thì cái thằng này thì sao? Giống như cái Isolite hồi trước là mình ép được luôn cái show field đúng Ừ. không? Sau này nó phải nó bắt mình phải chi dùng cái class khác kiểu ép từng từng một. Giống như hôm trước em coi cái ô này anh biết xem cũng vậy tại bản 18 Cái graphic bản 19 override đó cái issue này nó background nó thêm background background nữa là cái bản background là cái bản 2018 nó không có chạy được trên 2020 ta viết lại. thì mình nói với bạn nghe. Thôi không nói. Câu cái này có ghi hình up lên. Hồi trước anh Vượng là anh Vượng tìm hiểu cái preview cho anh Vượng Chưa à? Chưa, anh nói để anh tập trung vào hết này đấy. Rồi anh mới lên cái ông Singleton, ông với chùm chùm WMS, ông mới chỉ cho cách custom. không ý là nó có sẵn rồi chứ không phải cố tâm gì lại đâu mà em À. không biết bay đi ngay chỗ đó như thế nào. Là ai tầm sổ của em không nhận được à? Dạ không nó nhận được nhưng mà cái em muốn cái nút nút đó không phải là nút checkbox mà em muốn nút đó là nút extend thôi thì khi em ép cái preview vô ấy À. thì em cho vào cái data grid đó là data data preview đó là checkbox thì nó sẽ ví dụ cái thư mục của em có ba mảng Ừ. thì ba mảng nó đều là checkbox mà em muốn hai mảng đầu tiên đó là cứ dấu extend ra thôi cho Là em cái dấu biết luôn. expand ra rồi gì? Dạ đúng rồi Vậy bạn phải muốn biết là vô sao vô control template, vô template bạn phải khai báo ra từng cái. Tức là WMS này nó có bạn vô thẳng đây nè. Nè. Bạn vô thẳng đây nè. Vô rip chấm không? Resource Dictionary. Thằng quỷ này. Quên, rip nó đâu phải control. Không là rip chấm resource à. Các bạn khai báo nào.
vô đây em làm lại cái style cho nó. Ừ, bạn phải làm như ta, nhưng mà nó không có ấy được. Còn không thôi bạn phải xuống thằng cốt, mà xuống cốt thì tôi chưa có đục, nhưng mà tôi đục rồi. Trong cái phần kia tôi muốn ẹt vô cái gì cũng được hết á. Bạn ẹt nhưng mà nó phải là control nha, chứ mà bạn ẹt panel là không được nha. Nhớ nha, rip start panel với lại ấy là panel nha, root box cũng là panel nha. Thế là bạn hoàn toàn có thể ẹt xuống code luôn. Bây giờ tôi cho các bạn coi nè, cái Horizon nào, tôi làm cái này trong vòng có ngày à, nhưng mà cái dưới code của tôi nè, cái tôi ẹt vô mà John Ru nè, bạn hoàn toàn có thể tạo một cái combo box, bạn hiểu không? Bạn muốn là combo box hay là check box, bạn ép vô cái GPU ấy hoàn toàn được luôn Dạ dạ đúng rồi. đó. Bạn hoàn toàn ép ở dưới code BI này được luôn, và ép theo cái mong muốn. Ví dụ như nếu mà coi như là cái nào nó chỉ là true hoặc false á, thì mình bạn ép cái checkbox, còn nhiều cái không là true hoặc false á, thì bạn thay vì che cái checkbox bạn cho cái spanner là xong đó. Nhưng mà tại vì tôi là chưa có làm, chưa có đụng tới, nhưng mà bạn hoàn toàn có thể làm được như vậy, và cái custom của bạn hoàn toàn như vậy. Còn nếu như mà cái của bạn mà nó cố định á, thì bạn làm trong đây cho nó khỏe à, đúng không? Rồi xuống code bạn gọi file resource cái là xong. Ừ. Rồi đó, thì bài hôm nay chỉ có nhiêu đây, nghỉ 5 phút, 15 phút ngồi tán gẫu nha. 5 phút đi vệ sinh ra. Anh Sơn là như Hà Nội đúng không anh? Đúng rồi, sao nó ngọt. Em quê ở đâu vậy? Em quê Quảng Ninh. Dạ, anh đi vào rồi. Trời ơi, con ngủ quá. Có hiểu. Tốc độ nó sáng nè, tốc độ nó bay. Tớ anh học cái quản lý kho sao rồi? Không rồi, mình lên được 3 lít. Hãy Tập đầu tới cái nó làm cái view sợi control mà của cái thanh bên thanh gì ta không người ta bên thanh Chrome 3 đúng không? Thanh mà kéo thì cái đó là 2016 rồi. Nó dùng một cái vòng lập để nó tìm về cái thằng con, nhưng mà bây giờ mình đâu cần phải dùng vòng lập nữa, mình biết tên là mình gọi thẳng à. Đây này, có cái hàm bây giờ tôi sẽ thử cho các bạn coi một cái ví dụ nha. Ví dụ cái này đúng không, tôi truyền ba master không phải là thằng này nữa, mà tôi truyền ba 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 master, tôi có thể gọi trực tiếp nè. Đây ví dụ nha, tôi gọi thằng trực tiếp nè, a bằng gọi trực tiếp từ thằng user control chấm window cái gì hết mẹ nghe không? dạ nghe. Ừ.
Thì đó, mình có thể gọi trực tiếp bằng Windows luôn, thay vì mình biết chắc nó là tên là Windows rồi, nó gặp trực tiếp bằng Windows à. Cái hàm gì đó? Windows A bằng cái gì? Get Windows. Windows. Làm gì đó? Nó gợi ý nhiều quá. Chấm. À. Tiếp trong Windows nào. Chấm. Get. Get Windows. Nó chuyển vào một cái thành phố dependency offset, mà thằng này là dependency offset đúng không? Đúng chưa? Đó, mình có thể tự gọi về luôn. Đó. Đúng chưa? S window. Đó, mình có thể gọi về luôn. Đó, gọi không biết nó trẻ gì. Đó, mình có thể lấy được cái Windows. Bạn lên mạng, bạn coi cái hàm Get Windows á. Đó, Get Windows từ User Control. Được á, có cái hàm này á. Nhưng mà khi mà bạn đang ở User Control và bạn quay qua Windows mà bạn xong cái hàm này, cái điên Windows bị null là xong, tiện dăng chương trình luôn. Đấy, nếu vậy mình cứ để một cái Windows mà mình gọi User Control, hoặc User Control mất User Control này, có User Control khác, không bị sợ. Đó, là nó không bị null, chương trình nó không bị ấy. Như là hôm bữa là tôi làm thường xuyên cái hàm này luôn, nhưng mà các bạn biết là cái tôi thấy bị null đó, Get Windows à. Đó, Get Windows accept parent Windows from user control. Đó, application bây giờ mình lấy thẳng luôn. Đây nè, đấy, em nè, Get Windows Parent nè. Hàng của User Control này luôn. Trên code hoặc là ở dưới code behind hoặc trên view model cũng được, vẫn được cả. Tại vì Windows là hàm static mà. Đấy. Nó là bởi vậy. Nhưng mà mình do mình sử dụng một cái Windows duy nhất á, nên không cần phải thế. Rồi, có ai có chào chuyện gì không? Ủa, bình thường anh nhà em có tiếng mà. Sáu đến sáu tiếng, còn nhiêu là học à, mà học mấy cái kiểu đi học lõm mà. Mẹ hôm bữa tôi lên khoa phỏng, tôi làm một cái coi như là code easy người ta á, nhưng mà vẫn hiểu. Nhưng mà code lại cái custom của mình á, giống người ta nhưng mà mình cứ thêm mắm gặm muối á, cái ra một cái chương trình gọi như là chat á, chat qua mạng á, đó, cái chat mà Zalo nè, có thể làm được luôn. Nhưng mà nó làm trên mạng thôi, tức là mình trên local của mình thôi chứ chưa có gọi như deploy nó lên. Thì lên đấy học, cứ lên đấy có ông nào free là cứ học. Ông ông nhiều lắm, nhưng mà ông này cũng dạy hay, cái ông mập mập này nè. Đó, ông mập cũng vậy hay, ông này ông nếu mà nói về phong chức tước cho ông là giáo sư luôn á, mà phong học vị á, học hàm á, ông dạy cái cách truyền đạt thông tin của ông á hay, làm cho người ta dễ nhớ mà dễ ấy nữa. Ông ở Bình Thạnh không? VB ông dùng blockchain, ông Vĩnh hướng dẫn sử dụng blockchain. Ở blockchain giờ đang ấy, còn nhiều là buổi chiều ấy thì lên Facebook coi review phim. Không biết làm gì giờ, đi coi chỉ biết coi review phim thôi chứ biết làm gì. Để mà còn có những cái bài đâu, cái này mình code của mình á là mình quen tay quá rồi, mấy mốt các bạn mà quen là vô là cứ chỉ ra cái ý tưởng xong rồi cái một cái ý tưởng tổng thể là xong, cái mình cái trong đầu mình á là cái mấy cái kiến thức trong đầu mình có rồi, cái
mình lắp 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 vô, xong cái mình mới bắt đầu vô cốt, rồi nó tới khó tới đâu á cái mình mới mới mò cái đó. Ừ. Tới bữa đầu mình có lẹo lẹo lên đó, mình trả lời mấy câu, thằng nào nó cũng tích cho mấy cái màu đỏ. mấy điểm. Nên ai biểu trả lời tầm bậy. Tại vì trên đó có một thằng nó ra được cái AI mà phát hiện lỗi chính tả, mắc cười á. Mình ừ, tức là mình vừa vô, mình vừa mới code xong cái điện nó sửa lỗi chính tả cho mình luôn. Ờ, cái này stack over lâu á. Ơ hay. Nó nổi tiếng. Sợ cái gì nó cũng ra đó. Cũng không phải, cũng không hẳn. Cái bên chuyên ngành thì mình thua, bên chuyên ngành của mình nó ít ra lắm. Chỉ lên ông sư phụ này thì may ra. Ông sư phụ này hay ra. Ừ, đây. Lên TikTok của ông á, và giờ lên ngoài cái gì Twitter của ông á, với cái cười nhìn mặt nhìn giống ông gì ta hồi xưa các bạn coi. Ông này có hip hop to lắm. Ừ. Hip hop cũng free nhiều lắm. Ừ. Và free cái gì không. Nhưng mà kiến thức của ông là cơ bản mà. Đồ ngủ auto đét mà. Ừ. Nếu không thì đấy đó, còn vô nhìn kiến thức của ông ủa ổng mê lắm, thấy xanh lè. Xanh lè hả? À, ngày nào cũng cùng mít kìa, hay sao? Có mấy năm trời mà thấy xanh ư à. Mà ông này cũng lớn tuổi rồi, nhìn mặt lớn. Ừ. Ông này cũng có dạng như là như mình có gì giống ông á, chỉ thích ngồi cốt thôi, không thích làm gì hết. Thiệt luôn đó. Thì nó làm gì làm suốt, giống như là mấy thằng chơi đá mới biết đâu. Là nó chơi xong cái nó làm gì nó làm riết, nó ngồi coi phim từ sáng đến chiều nó hết, tới khi nào đá nó hết cái nó hết. Không? Chơi đá bởi vậy mà mấy thằng chơi đá là mấy thằng mà đi kiếm gái là gái chết. Nó làm hoài sao chịu nổi. Không, như mình nói như vậy á, ông này giống như vậy á, chỉ thích ngồi cốt thôi, mà ai kêu làm ừ, ông lên làm giám đốc đi, tôi không chịu. Dạng vậy á, ông này dạng vậy á, tôi chỉ thích tôi ngồi cốt thôi. Hôm bữa mình hỏi ông cách sắp xếp cái tệ cái mặt phẳng, ông cũng trả lời luôn, nhưng mà ông kêu ông chưa làm thử qua. Chỉ đâu lại là nó cười đều. Nè, yeah, mọi người lên đây mọi người đi đâu? Anh ngồi cốt si sát ra, anh còn làm cái gì nữa không? Cốt này cốt web. Đó. Web là gì? Đang bỏ mà. Sao? Nhưng mà chưa có gì như là mình đang tập trung vào si sát á. Chứ còn à, mấy kia là mình cốt để mình ban đầu mình có ý tưởng á, là mình chạy cái hàm mà vòng phò á. Cũng ban đầu cũng là các bạn nhớ là giữa năm ngoái là năm 2020 nó nói là từ năm 2022 là Revit nó chuyển qua trên web hết đúng không? Dạ đúng rồi. Đó đó. Thì lúc đó thấy sợ web là cái gì, cái đầu đi học web. Đó. Rồi đi học web xong rồi cái về code được cái trang web mà mình muốn á, là bây giờ nó bán cái phần mềm á, mấy ông mà kết cấu shop gì đó cứ bán phần mềm xong rồi như vậy á, cái mình muốn một trang web. Ừ, chỉ cần cho người ta có tài khoản, đăng ký email đúng, cho người ta sử dụng free, tự lên đó luôn, không có cần phải đao về, tự trực tiếp cho trang web nó tính luôn. Thì mình mới cảm nhận ra là cái web API này nó mạnh hơn thằng app API một chút xíu, 15%. Ừ, đúng rồi, 15%. Kiểu giờ người ta phát triển web nhiều với lại AI, trời thấy người ta học AI thôi. AI thì phải có gần như mình, các bạn biết cái bài toán này không? Nha, bữa tôi nói các bạn chưa nhỉ? À, cái hình vuông nha, hình chữ nhật nha, hình tam giác, hình gì nha?
Đây với gọi này ai nào. Rồi. Bây giờ bạn xếp tất cả các hình này vào cái hình này. Nha, đây là ví dụ thuật toán pixel nha, xếp tất cả các hình này cho nó vừa cái hình này. Rồi, bây giờ cái thằng AI á ban đầu nó quăng cái hình này vô trước. Xong rồi nó quăng thì như là không đủ á, xong nó lại xác suất nó lại quăng nữa, người ta giống như là cái con ngựa mà nó chạy á, con ngựa hạ con ngựa mà là cái con ngựa của người AI á. Con ngựa nha, người AI vẽ con ngựa nha. Thằng Huy Hoàng nó lên đây, Huy Hoàng lên Huy Hoàng á, trên mạng có thằng Huy Hoàng nó chỉ cho cái AI á, con ngựa. Đó. Đó con ngựa. Ban đầu á con ngựa nó chỉ biết đi cái đằng chân trước thôi. Thế sau đó cái nó học gọi là machine learning á, nó học nó đi thêm chân sau nữa. Rồi bắt đầu nó chạy. Cái dạng vậy đó, nó sinh ra con ngựa, cái con AI đầu tiên mà nó chết đi thì cái con AI khác nó sinh ra để nó mới biết thêm được. À, gọi là học máy và học sâu. Gọi là machine learning và deep learning. Như vậy hả? Thôi, có ai bận gì không? Nếu bận gì thôi. Xin chào, tạm biệt. Bye bye. Sao bạn? À, nickname. Nó không ý nghĩa gì hết, nhưng mà hồi lúc đại học á, mình nghiền cái chuyện tranh á, chuyện manga á, thì có một cái cuốn truyện á mà bây giờ nó chuyển thể thành phim á là Death Note, bạn biết đâu? Đó. Death Note. Ừ. À, quyền sổ tử thần á, thì có một cái nhân vật tên là L, thám tử L. Đúng không? Nhưng mà ông ấy giỏi lắm, nhưng mà cuối cùng không ai, mình hỏi trên mạng rồi á, không ai biết được cái tên thật của L là gì hết. Cái mình mới suy luận ra được là cái tên của L á, nó mới có hai cái tên mà nó giả danh. Mình mới ghép lại, một cái tên giả danh đầu tiên là Liu Yagi, là lúc mà nó vừa mới đặt chân lên tới Nhật. Cái tên thứ hai á là cái tên Liu Ga, là nó vừa mới gặp cái lúc mà cái con gọi như là có đôi mắt tử thần á. Đó, thì mình đi suy đoán, mình lên mạng mình hỏi rồi ai biết được cái tên thật của L là gì. Cái mình mới suy đoán, mình ghép hai đó, mình làm nickname của mình. Nó dạng như là có vừa có suy đoán mà vừa có nghiền ấy. Rồi, chứ đâu có biết ý nghĩa đâu. Sao? Có vài chữ, nhưng mà cái chữ mà chỉ nghe người ta đọc là mấy cái bình thường thôi. Ví dụ như là chào thì buổi sáng, buổi sáng buổi chiều gì đó, cái là Ohio rồi Jamaat rồi Konnichiwa với là con bay qua, đúng không? Rồi Snai meeting you là Hajimemashite đó. Bây giờ ví dụ mình nói là thân thiết nhau rồi thì mình lại vô cái gì đó vậy đó. Rồi mấy cái từ giống như là trong tiếng Nhật nó không có, có hai loại chữ, một chữ là Hira và chữ Kana. Kana là chữ Hán, còn Hira là chữ bình thường. Mấy học sinh của Nhật đó, lên tới lớp 12 bắt đầu học Kara, tức là Kara Hán cổ á. Còn nhiều là học Hira, mà Hira thì nó trong tiếng Nhật không có chữ, có không có đọc là R đâu. Cái tên của mình á không có đọc là Ri đâu, mà đọc là L. Luga. Không có đọc chữ R, đọc chữ L. Luga Lugiaki. Không có đọc chữ vậy, mình chỉ biết vậy thôi. Với lại chứ không có gọi như là rằng cũng nghe người ta nói mấy câu thì cũng dạng như hiểu rồi kính ngữ vậy thôi, chứ không có ồ tối san rồi ồ bá san rồi gì đó, rồi nếu mà cun là cái gì, rồi ni chèn là cái gì vậy thôi, chứ không có gọi như là chuyên sâu. Nếu mà gặp người bản ngữ thì thua. Yeah, nhiều quá. Thì mê chuyện mà. Dragon Ball Super, người đọc hết chuyện xong rồi lên lên mạng xem phim hình nữa mà. Nghiền. Vậy hả? Mình đâu học, mình như vậy như là ăn cắp học nó lóm rồi. Có biết gì đâu.
thật lắm nó hay mà. Nhưng mà mình có học bài bản cái web đó, cái web thì có học bài bản, nhưng mà bài bản thì bài bản ý, nhưng mà làm cái project nó cũng chưa gọi như là dạng như là đi vào cái công ty người ta làm. Nhưng mà hồi đó học bài bản là cái mấy doanh nghiệp á mới trực tiếp chỉ cho mình cách làm web như thế nào. À, ý là đi làm tự full stack rồi đúng không? Chưa đi làm full stack, nhưng mà mình ngồi code thử full stack rồi, có require server với lại request về cho client rồi. Đó. Chứ còn chưa ra. Còn mấy cái ví dụ như là thực hiện chức năng đăng nhập, rồi mình lên MongoDB mình lấy cái database tạo database thì bình thường, cái đó bình thường à. Tức là bây giờ mình có một cái web, mình sẽ có một cái chức năng rõ ràng là có tài khoản đúng không? Là phải lấy database ở đâu thì mình lên Mongo á. Mongo bây giờ nó đang miễn phí mà ngon nữa. Chứ hai thằng quỷ Microsoft với thằng Oracle mẹ mắc cái mẹ. Bạn biết công ty Oracle không? Nghe đến chưa? Oracle. Tức là bạn Oracle á, mình đọc nhanh là Oracle á. Thì Microsoft phải có SQL đúng không? SQL Server đúng không? À. Vậy MySQL Server là MySQL là nào? Là của Oracle. MySQL là của công ty MySQL bán cho ai rồi? Nhưng mà của tập đoàn Oracle chuyên môn lưu trữ dữ liệu. Thì mấy thằng đó gọi là đại gia công nghệ. Thì mỗi thằng nó bây giờ theo mình biết mỗi một thằng nó nắm một cái platform khác nhau. Nha. Thằng Microsoft mình không biết nó là gì, nhưng mà thằng Twitter tức thằng Jack Dorsey á bây giờ chuyển qua blockchain. Thằng Facebook bây giờ nó đang chuyển qua web 3.0. Đó, còn Oracle các bạn nó biết nó chuyển cái gì không? Nó không phải là AI đâu mà nó chuyển qua cái công nghệ mà người ta ví dụ bị mất cánh tay đúng không? Cái bây giờ nó qua nó làm gọi là chi giả. Thì á cái chi giả này nó lợi hại nha. Tức là mình lấy cái thần kinh trong đầu á, cái viết ra một cái đoạn code cho cái cánh tay nó cử động. Nhưng mà bây giờ người ta mới phát hiện là khi mà mình chạm vào cái cánh tay giả đó, tự nhiên cái gì đó chứ trong cái cánh tay giả nó đâm vào thịt mình, làm cho cái trong não mình nó cảm giác. Tức là Oracle bây giờ nó đi đầu về cái công nghệ mà làm chi giả. Còn mấy anh kia là cái platform nó khác, mình cũng không có rành. Thì các bạn học xong đi. Các bạn coi như là quen này đi, rồi có thời gian thì bây giờ tôi chuyển qua làm .NET Core. Nhưng mà .NET Core thì mình đưa lên Lunet, sợ không có ai xài. Hiểu không? Các bạn hiểu không? Ông này ông lên gì ông gì đó spinner cái gì spinner gọi là lost spinner nè, bị nổi lost spinner của nó bị lỗi, tôi về tôi cài thử thôi, nó bị lỗi hiểu không? Tôi phản hồi với ông chưa trả lời nè, cài nó về nó bị lỗi nè, bữa cài nè. Cái gì vậy? Cái nào? Cái này là phần mềm đóng gói. Không phải phần mềm đóng gói, là .NET Core người ta chuyên môn tạo thư viện có sẵn, người đưa lên đây cho người khác xài. Cái thằng EEPROS, thằng xuất khóa Excel cũng là .NET Core đưa lên đây. Không có EEPROS, nó không chưa thành .NET Core mà nó đưa lên cái